vì sao cứ giữ mãi những niềm đau cho con tim em giã rời, vì sao cứ nuối tiếc những ngày qua cho con tim em lạc lối, cho cô đơn dường như về trong tiếng cười, và cho bao yêu thương ngủ quên giữa những nỗi buồn. Rồi thời gian có thể sẽ làm vơi nỗi đau, từng buồn vui có thể sẽ vội phai màu, đến một ngày trái tim mỏi mệt còn ai trong những giấc mơ. Rồi ai sẽ khẽ nắm đôi bàn tay như lúc xưa, rồi ai sẽ luôn bên em lúc cô đơn. Cô tìm về giấc mơ xa rồi, có cho em niềm vui. Rồi thời gian có thể sẽ làm vơi nỗi đau, từng buồn vui có thể sẽ vội phai màu, đến một ngày trái tim mỏi mệt còn ai trong những giấc mơ. Rồi ai sẽ khẽ nắm đôi bàn tay như lúc xưa, rồi ai sẽ luôn bên em lúc cô đơn. Cô tìm về giấc mơ xa rồi, có cho em niềm vui hay chỉ muôn phiền. Có chuyện đó sao? Dạ, con xin lỗi bác. Nếu con nói ra chuyện này, có thể là bác nói con nhiều chuyện. Nhưng mà con thấy Bằng Tùng đã quá yêu cô gái con của Phúc Bảo. Con sợ đó là mưu đồ của công ty Phúc Bảo. Nếu như không khéo thì Bằng Tùng sẽ giống như cô gái Mỹ Châu, giống như trong chuyện Trọng Thiện Mỹ Châu vậy đó bác. Bác sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Để bác gọi thằng Tùng. À bác, thôi con cũng có việc rồi, con xin phép bác con đi nha. Ừ, thôi con đi đi. Dạ, cảm ơn chào con bác. Con qua phòng mẹ liền đi. Ờ, qua liền đi. Mẹ cho gọi con. Con tính làm cái trò gì vậy? Mẹ nói gì con không hiểu. Con thôi ngay cái trò yêu đương dớ dẫn với con gái Phúc Bảo đi. Mẹ tuyệt đối không chấp nhận đâu. Mẹ ơi, đó là chuyện tình cảm riêng của tụi con. Mẹ bắt con phải giống như mẹ sao? Con nói cái gì? Mẹ bắt con phải giống như mẹ, không dám theo đuổi tình cảm của mình. Xin lỗi mẹ, con là không được đâu. Tùng,
Con có biết con đang làm cái gì không? Con biết. Con biết rất rõ mình đang làm gì. Nếu không có chuyện gì, con xin phép mẹ. Tùng, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Vậy còn mẹ, mẹ đối xử với con như thế nào? Mà nếu con lỡ con yêu con gái của ông Phúc Bảo thì sao? Có phạm pháp không mẹ? Hay có bị vi phạm đạo đức không? Chắc là không chứ gì. Mẹ à, con xin mẹ đó, đừng có áp đặt tình cảm của con theo ý nghĩ của mẹ. Và đừng bắt con phải yêu người con gái mà mẹ thích. Tùng, con với cái vô đi. Dạ chào chủ tịch ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ hôm trước chủ tịch dặn con chuẩn bị tuyển nhân sự cho phòng thiết kế, con đã lo xong rồi ạ. Tốt, thôi được rồi. Dạ con chào chủ tịch ạ. Anna. Dạ. Tôi muốn đích thân giám đốc Bằng Tùng tuyển nhân sự trong đợt này. Dạ con biết rồi ạ. Dạ ừ. Vậy con về làm nha chủ tịch. Dạ con thôi chào được chủ rồi tịch. Xin chào, tôi là Anna. Chào anh. À, chào giám đốc. Ba, ba thấy tay nghề của nghệ nhân mới làm sao? Khá lắm, đúng là thầy đào trò nấy mà. Tất cả đều là nhờ chú làm đó ba. Không dám đâu, chú á thì dạy, nhưng quan trọng á là cái người học họ yêu nghề, có tâm huyết với nghề mới quan trọng. Phải làm cho bằng được những ý định của chị Kỳ Dân, con đang nôn nóng lắm ba. Kỳ Dân, con hãy yên lòng, nhất định ba sẽ thực hiện tiếp những dự định của con. Phúc Bảo sẽ lớn mạnh trở lại thôi. Alo. Được rồi, em tới ngay. Chuyện gì ba vậy con? Con có việc, con phải ra ngoài một chút nha ba. Con đi đâu vậy? Dạ, con có việc ra ngoài một tí thôi à. Thưa chú con đi. Con đi. Thôi, anh lo làm việc tiếp đi. Dạ. Tôi ra ngoài một chút. Anh đi đi, để tôi lo.
Em tới rồi hả? Mời em ngồi. Cảm ơn anh. Anh Hùng, anh nói là có chuyện gấp, về Kỳ Dân muốn nói với em. Em cứ bình tĩnh đi, cứ từ từ đã. Nè, em gọi món trước đi. Anh có sao không? Không sao, anh xin lỗi nha, anh hậu đậu quá. Phục vụ ơi. Dạ. Cậu làm ơn giúp tôi dọn cái bàn này nha. Dạ. Em chờ anh. Cho em mời chị dùng nước. Cảm ơn anh. Dạ, em xin lỗi chị. Không sao đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi, để tôi lấy lên cho. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Anh xin lỗi nha, anh hậu đậu quá. Anh có phải anh là người đã giúp Phúc Bảo thực hiện những đơn hàng vừa qua không anh? Em xin lỗi, thiệt tình là em không cố tình xem hồ sơ của anh đâu. Nhưng mà không sao đâu em. Thật ra anh không định nói với em đâu, nhưng mà cái hợp đồng của tháng trước, đơn đặt hàng số lượng quá lớn. Giờ nếu như bên em không xuất quá đơn đỏ cho bên anh thì anh không biết báo cáo thuế như thế nào nữa. Bởi vì số tiền anh chuyển qua công ty em là quá lớn. Anh giúp Phúc Bảo nhiều như vậy, em đâu dám làm khó anh thêm. Cảm ơn em, vì em đã biết thông cảm cho anh. Anh giúp Phúc Bảo hết lần này tới lần khác, anh làm em thấy ngại quá. Thật lòng anh rất yêu quý Lụa Tân Châu, anh lại ngưỡng mộ tài năng của ba em cũng như của em, cho nên anh muốn giúp Phúc Bảo giữ lại các loại lụa quý. Những ai mà được một lần chạm vào Lụa Tân Châu, anh tin chắc rằng người đó cũng cảm nhận giống như anh mà thôi. Em cảm ơn anh. Có gì đâu em, mình gọi món đi em. Phục vụ. Em uống nước đi. Dạ. Em gọi món đi. Dạ thôi, anh cứ gọi đi, món gì cũng được. Dạ, anh chị chọn được chưa? Cẩm Sa nè. Dạ chú. Ngồi thừ ra đó mà suy nghĩ gì vậy? Có chuyện gì qua đây tâm sự với chú cái coi. Qua đây uống nước với chú nè, rồi uống miếng nước, rồi có chuyện gì ngồi tâm sự với chú cho nhẹ lòng, chứ làm gì ngồi thừ ra đó vậy. Con thấy mình bất tài vô dụng quá chú ơi. Trước khó khăn của Phúc Bảo, con chỉ biết ngồi nhìn rồi lại dệt và dệt mà thôi. Trong khi đó thì chị Kỳ Dân phải xoay sở ở khắp nơi tìm mọi cách để tháo gỡ. Con là em,
lúc nào cũng nói thương chị ấy mà không khi nào giúp được gì cho chị ấy hết. Đừng nghĩ như vậy. Ông trời ông sắp đặt cho mỗi người một việc rồi. Chú có biết là ai đã giúp chị Kỳ Dân hoàn thành các đơn đặt hàng này không? Bộ con biết hả? Ừ. Đó chính là anh Mạnh Hùng, giám đốc của Nguyễn Siêu đó chú. Con đã tận mắt đọc được những bản hợp đồng giữa chị Kỳ Dân và anh Mạnh Hùng. Như vậy thì cũng tốt. Mà nè, hình như chú thấy cậu Mạnh Hùng dành nhiều tình cảm cho con lắm đó. Con quên là con có hẹn với bạn. Thôi bây giờ con ra ngoài một chút nha chú. Ừ. Dạ thưa chú con đi. Ủa, con Cẩm Sa đi đâu mà không xuống ăn cơm? Nãy tôi có gọi cho nó mà nó nói trưa nay nó có hẹn ăn cơm với bạn ở ngoài. Vậy à? Ăn đi. Mà thấy dạo này á, Cẩm Sa cái gì khác trước không? Làm gì có. Ông ăn đi. Tôi thấy dạo này nó khác lắm. Cứ như là đáng yêu vậy. Nghe đâu gần đây ngày nào cũng có người đem hoa đến công ty tặng nó. Nếu như nó yêu con trai Ninh Khuê thì ông nghĩ sao? Sao bà cứ níu hoài vậy? Mà thật sự có chuyện đó, tôi không đồng ý. Tôi sẽ cản nó tới cùng. Vậy thì ông cấm nó luôn đi. Tụi nó đang yêu nhau đó. Ai nói với bà vậy? Không ai nói với tôi cả. Chính mắt tôi trông thấy. Và tôi đã cấm nó. Nhưng hình như chúng nó vẫn gặp nhau. Nè, nhất định đó, bà không được để chuyện này xảy ra nha. Lần đầu tiên trong đời ông tán thành ý kiến của tôi. Em sao vậy? Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Mình là dân kinh doanh mà, phải biết uống rượu một chút để còn đi tiếp khách nữa. Dạ. Nè em ăn đi, cái món này đây ngon lắm. Nay ăn đi anh hai. Nhanh vậy sao? Cẩm Sa, em làm cái gì vậy? Yêu kẻ thù sao? Đúng là mất lý trí rồi. Anh cứ đợi đó. Anh à, em xin phép đi vệ sinh một chút. Sao đợi lâu quá mà thằng Hùng chưa tới vậy? Dạ nó đang tới anh hai. Sao mà đỏ quá vậy? Có khi nào xỉn không? Vậy ha.
Dạ hai anh dùng thêm gì không ạ? Cảm ơn em, được rồi. Cô ơi, cô làm rớt nè. À, đúng rồi, đây xong của tôi. Cảm ơn anh nha, tôi bất cẩn quá. Một lần nữa cảm ơn anh. Không có gì. Em ngồi đi. À không phải, cô ta làm rớt đồ nên anh lượm cho cô ta. Em dùng đi. Anh làm việc tốt nha, nhớ đừng quá sức. Này đây. Những mặt hàng ở cửa hàng chị đều là bằng thủ công, cho nên nó được mang nét đẹp riêng và rất là truyền thống. Dạ. Về những bảng màu thì được làm từ chất liệu thiên nhiên, cho nên em cứ yên tâm khi chọn mặt hàng của chị. Dạ. Em cứ tự nhiên xem đi nha. Ủa, lại gặp anh. Là cô sao? Thật là bất ngờ quá. Đúng là trái đất này tròn thiệt. Gặp cô ở đây đúng là có duyên á. À, anh cũng đi mua lụa hả? Ờ, tôi đi xem mấy mẫu mới thôi. Hay là để tôi tư vấn cho anh nha. Cô tư vấn cho tôi. Nếu như anh mua làm quà cho phụ nữ thì tôi nghĩ anh nên chọn những loại lụa được dệt bằng 100% từ thiên nhiên như thế này. Theo tôi thấy là những mẫu lụa được dệt màu sắc như thế này đang rất là phổ biến và được rất là nhiều người ưa chuộng. Anh có biết là tại sao tôi lại khuyên anh chọn loại lụa 100% từ thiên nhiên không? Bởi vì có một đặc tính của lụa thiên nhiên mà bất cứ loại lụa nào cũng không có được, đó chính là sự mềm mịn khi chạm vào. Anh chạm vào thử đi. Rất dễ chịu đúng không? Còn một đặc điểm nữa, đó là một khi người phụ nữ đã diện trong mình bộ trang phục được may bằng chất liệu 100% tơ tằm thiên nhiên, sự mềm rũ của loại lụa này nó sẽ tôn lên sự sang trọng và quý phái cho người mặc đó. Tôi đi rất nhiều cửa hàng lụa để tìm loại lụa thiên nhiên mà không dệt bằng quá chất, nhưng mà tìm hoài không gặp. Anh biết không, ở bên nước ngoài á, người ta rất chuộng loại lụa này bởi vì nó được nhuộm từ các nguồn thiên nhiên như là trấu bếp nè, đu đủ hoặc là ruột bí đao, nên cái sợi lụa rất là tinh khiết, người nước ngoài người ta rất là thích đó. Sự am hiểu về lụa của cô khiến tôi bất ngờ đó. Thật ra tôi cũng không am hiểu gì đâu, chẳng qua là tôi thấy thích nó một chút thôi. Với lại lúc ở bên Mỹ thì tôi học ngành thiết kế thời trang, tôi cũng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các loại chất liệu may mặc khác nhau. Anh có bận gì không? Có chuyện gì không? Vậy đợi tôi một chút nha. Chị à, lấy em 3 mét dải lụa này. Dạ, dạ được rồi. Cảm ơn chị. Tôi không ngờ tôi với anh lại có duyên đến như vậy. Cảm ơn anh về chuyện lần trước nha. Đó là chuyện nhỏ thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Dạ của chị đây ạ. Cảm ơn dạ, chị. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn. Anh nhận món quà này nha, coi như đây là một lời cảm ơn của tôi. Cô tặng quà cho tôi, lý do gì đây? Thì tôi vừa nói rồi đó, đây là lời cảm ơn của tôi muốn gửi tới anh.
Đó chỉ là chuyện nhỏ và nên làm thôi, không cần phải tặng quà cho tôi đâu. Vậy nghĩa là anh không chấp nhận lời cảm ơn của tôi? Không phải là như vậy, ý của tôi là... Nhưng đây chỉ là một món quà nhỏ thôi mà. Ok, cảm ơn cô. Tôi nghĩ là hai lần gặp gỡ như vậy cũng đã đủ rồi đó Bằng Tùng à. Chắc là đã đến lúc tôi phải cho trận chiến này bắt đầu thôi. Cần tuyển nhân viên mới sao? Cơ hội để mỉm cười với mình rồi. Vậy là trận chiến này sẽ bắt đầu sớm thôi. Bằng Tùng, anh nhất định phải chờ tôi đó. Không phải tôi bao che cho nó, tôi cũng đã từng phản đối, thậm chí còn hắt cả ly nước vào mặt Bằng Tùng. Nhưng tôi nghĩ lại, không lẽ cứ áp đặt con cái mình mãi hay sao? Trên đời này đàn ông thiếu gì? Tại sao nó lại yêu đúng con trai của Ninh Khuê? Thật là quan nghiệt, tôi không bao giờ đồng ý. Ông không đồng ý, vậy bây giờ ông định làm gì? Ngăn cản chúng nó được hay sao? Để rồi lại sai lầm như ông ngày xưa nữa. Bà thôi đi, đừng có lúc nào có đưa chuyện ngày xưa ra uy hiếp tôi. Tôi nói là không được là không được. Bà ráng lựa lời mà nói với nó. Cũng vì ông mà con Kỳ Vân nó mới chết. Bây giờ ông lại muốn mất luôn cả Cẩm Sa ông mới hài lòng hay sao? Ông chỉ muốn nghĩ cho riêng mình. Sao ông không thử đặt mình vào vị trí con cái, để ông hiểu được cảm xúc của con mình? Bà này, tôi nói đúng quá chứ gì. Ông bỏ cái kiểu áp đặt của mình đi. Tôi sống với ông gần cả đời người, tôi không hiểu ông sao? Ông luôn luôn cho là mình đúng. Ông luôn muốn mọi người nghe theo ông, hiểu ông và làm theo ông. Như vậy thì ông mới vừa lòng. Cũng vì cái tính đó mà mình đã mất đi một đứa con. Bây giờ còn lại một đứa, ông muốn tôi mất luôn nó hay sao? Thôi, không muốn nghe bà nói nữa. Sếp ơi, chuyện gì vậy? Hôm nay công ty có buổi phỏng vấn nhân viên mới. Bà chủ tịch nói sếp trực tiếp phỏng vấn. Giờ sao sếp? Khoảng mấy người? Khoảng 5 người. Được rồi, để tôi trực tiếp phỏng vấn luôn. Dạ. Em gửi sếp. Không cần đâu. Dạ.
Dạ em mời sếp. Xin mời Lưu Thanh Sang. Dạ chào anh chị. Trước đây đã làm ở đâu chưa? Dạ thưa anh, trước đây thì em cũng có làm hai công ty rồi, cũng chuyên sản xuất về lụa đó anh. Ở công ty lụa Vạn Năng em đã làm được 5 tháng, còn ở công ty Hoàng Siêu em làm được 2 năm rồi. Tại sao cậu nghỉ công việc đó? Dạ tại vì em thấy môi trường làm việc ở đó không phù hợp với em. Nếu được nhận vào công ty này thì cậu sẽ đảm nhận công việc gì? Dạ nếu được chọn vào công ty này thì em sẽ làm tốt công việc thuộc về chuyên môn của mình và những việc được cấp trên giao phó. Ok, tốt lắm. Có gì nhân viên công ty sẽ gọi điện cho cậu. Dạ, cảm ơn anh. Người tiếp theo, Trịnh Phương Mai. Chào anh chị. Giám đốc đâu rồi? Tôi có tên mà, không đầu không đuôi, bất lịch sự. Vậy chắc là anh có lịch sự lắm ha. Giám đốc đâu? Đang hỏi anh đó. Cái gì mà vô duyên như vậy? Đang phỏng vấn nhân viên mới, ở dưới á toàn là chân dài người mẫu không à. Muốn xuống dưới coi không? Rồi về nhà tự kỷ. Nè, bộ hình như là ở công ty này á, anh không có việc gì để làm hết đúng không? Thấy anh rảnh quá lúc nào cũng đi soi mói người khác vậy hả? Đồ dở hơi. Anh ấy, gì, dở hơi. Xin mời anh A Lâm. Đưa hồ sơ cho tôi. Ủa, là cô sao? Tôi không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy. Mà tôi xin lỗi nha, lần trước gặp anh ở cửa hàng lụa, tôi không biết anh là giám đốc công ty lụa nên có hơi múa rìu qua mắt thợ một chút, anh thông cảm. Còn cái gì nữa không bà Trăng? Tôi đã nói hết rồi. Tôi muốn xuống gặp bên... Chuyện gì vậy? Không. Phỏng vấn sau rồi sếp. Ok. Được luôn hả sếp? Tất nhiên rồi. Vậy là bây giờ mình trẻ quá luôn nguyên một phòng thiết kế luôn. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có một nhân viên mới làm việc ở phòng thiết kế. Cái gì, làm liền luôn hả sếp? Mà cũng đúng, sếp đẹp trai quá mà, phải vô làm liền để chiêm ngưỡng sếp. Thôi, nó làm việc đi. Dạ. Anh nhớ hết những gì tôi dặn chưa? Điều quan trọng nhất là phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Cô không phải lo, việc của cô là ngồi yên để chờ tin tức. Dạ, nhớ giao kèo của chúng ta nữa. Anh cầm số tiền này trước. Khi nào làm xong hết việc tôi giao, tôi sẽ đưa anh số tiền còn lại. Yên tâm đi, cô không phải mất tiền vô ích gì thằng này đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy.
sao không? Không sao đâu con. Vậy tôi mình vô đi nè. Dạ đi. Cô với chị dùng gì vậy? Em cho chị một chai nước suối với lại một ly cam giác. Dạ. Cầm xa nè. Dạ, có chuyện gì vậy nè? Có thấy cô gái lúc nãy, có thấy cô quen quen không? Dạ không, con không để ý lắm. Mà tình như cô ấy rất là đẹp nè hả? Là thật. Mẹ có cảm giác như cô ấy có cái gì đó rất quen thuộc, và có gì đó rất giống Kỳ Vân. Mẹ à, chắc là mẹ nhớ chị Kỳ Vân quá nên mẹ thấy ai cũng giống chị ấy thôi. Bằng Tùng à, công việc mẹ giao cho con hôm trước tới đâu rồi? Mẹ cứ yên tâm đi, con trai của mẹ làm chắc chắn sẽ thành công. Mời chào. Dạ, con chào chủ tịch. Em chào giám đốc. Có chị Anna cần gặp. Mời cô vào đi. Dạ. Dạ, mời chị. Chào cô. Đây là chủ tịch hội đồng quản trị và là mẹ của tôi. Con chào chủ tịch. Còn đây là Mỹ Hạnh, nhân viên của phòng thiết kế. Mẹ à, đây là Anna, nhân viên mới của công ty mình đó. Đây là ngày đầu tiên con vào công ty làm việc, sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ, rất mong sự giúp đỡ của mọi người. À, vậy thôi con coi hướng dẫn công việc cho cô ấy. Mẹ có việc đi trước nha. Dạ. Đi con. Dạ. Dạ em xin phép. Cậu Tâm. Dạ. Đưa cô Anna qua phòng thiết kế, nói Vinh Quốc là sắp xếp công việc cho cụ nha. Dạ. Tôi đi. Bà chủ. Chị kêu tôi à? Dạ. Bữa nay bà chủ có chuyện gì vậy? Chị hai, mà sao nó lại giống dữ gì ta? Người giống người hả? Tôi nghĩ là cũng có đó bà chủ. Mà giống đến 90% đó. Thôi được rồi, chị làm tiếp đi. Ủa bà chủ mình bữa nay sao vậy ta? Lâu quá rồi á, không biết ăn ở ngoài. Bữa nay tôi với anh ra ngoài ăn nha. Dạ, vậy cũng được. Lâu lâu ra ngoài ăn một bữa cho nó ngon. Dạ. Dạ, con chào giám đốc, chào chú. À, Hương, cháu vừa gọi Cẩm Sa ra đi ăn với chú Lãm luôn. Dạ, chị Cẩm Sa vừa mới đi ăn với anh Bằng Tùng á. Cái gì? Nói đi ăn với Bằng Tùng hả? Dạ, vừa mới đi tức thời á. Chuyện này là sao?
Chắc chúng cũng biết chuyện này hả? Đúng là chỉ một mình tôi có mắt tiêu bù thôi. Đúng là nghiệp chướng mà. Anh bảo nè, cái gì cũng giải quyết được hết á. Anh đừng có nóng giận quá mà. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người đó không quen mà nó đi quen? Anh giám đốc, anh đã có bệnh rồi mà càng nóng giận nó đổ bệnh là càng mệt dữ nữa đó. Thà rằng á, tôi đổ bệnh lúc này mà không biết chuyện đó nhiều khi còn tốt hơn á. Anh dạ con xin lỗi chú, tại cái miệng con nhiều chuyện mà ra cớ sự vậy nè. Thôi bình tĩnh đi, từ từ rồi tính, chuyện gì nó cũng đã lỡ rồi. Giám đốc lúc này ông đang nóng giận vậy thôi, không sao đâu nha. Sao mà không có gì được chú? Lỡ mà chị cấm sai chứ biết con là cái người nói, chị nghĩ chơi con, tiêu đời con luôn á. Thôi mà, bình tĩnh đi, từ từ rồi chú nói với ổng cho nha. Dạ. Chú đi không mấy ổng chờ. Anna, cô đi đâu vậy? Tôi đi qua phòng giám đốc. Qua phòng giám đốc? Ừ. Để làm gì? Tôi muốn trao đổi với giám đốc một số chuyện. Có gì không? Định đưa cái này cho giám đốc hả? Đưa đây, tôi đưa cho. Cô về phòng làm việc của mình đi. Cảm ơn cô rất nhiều. Theo tôi nghĩ chỉ là đồng nghiệp thôi, sự quan tâm cũng cần phải có giới hạn. Đừng thái quá, người ta sẽ hiểu lầm đó. Đồ con ranh, mày tính giở trò gì đây hả? Mời cô ngồi. Cô dùng nước trà được chứ? Dạ được. Mời cô. Tôi đến đưa giám đốc xem qua bộ sưu tập mới cho mùa xuân hè. Mời giám đốc xem qua và cho ý kiến. Người đâu mà xin dễ sợ. Sếp ơi là sếp, phen này dễ có quýnh lộn chắc luôn. Hey. Rất sáng tạo và ấn tượng. Ngày mai tôi sẽ có một cuộc họp, lúc đó cô hãy trình bày về dự án của mình trước mọi người. Dạ được. Vậy để tôi tranh thủ về phòng làm PowerPoint để mọi người dễ hình dung trong cuộc họp. Ok. Tôi xin phép. Chào cô. Người gì đâu mà dễ thương vậy cả. Nói chuyện thì nhỏ nhẹ, y như là rót mật với lỗ tai. Thôi, tập trung lo làm việc đi. Mạnh Hùng hả? Sáng mai tôi có tổ chức một cuộc họp giới thiệu về mẫu thiết kế mới. Ông có rảnh thì qua với tôi nha. Một điều không phải.